đực dây đen sẽ bay vào Buôn Ma Thuột với chủ. Đây, đực dây đen đấy. Đó, vì là trời mưa cho nên là sẽ không quay em ở bên ngoài được. Rất là đẹp trai. Đó, mẹ Siro. Thôi Siro, ở ngoài thôi, bay vào làm gì? Mẹ vẫn vào cho con ti. Giờ làm gì còn sữa nữa đâu. Con to gần bằng mẹ thế nhưng mà vẫn ti. Đó, đực đen rất là đẹp trai. Đó, vì hôm nay là ngoài trời nó mưa thành ra là không có quanh. Trời mưa nên là thằng đen là nó không được quay đúng lúc bên ship chuẩn bị đến đón thì nó mưa. Biết chuẩn bị đi cho nên là một mình thái độ khác này. Ba con là ti một mình không thèm ti này. Ai mà quan tâm được đàn này thì còn em dây hồng này. Đây. Đây, đây, hồng ngồi yên đấy. Ừ. Con nào cũng đẹp. Đen Beauty so. Beauty mẹ. Này thì to lắm rồi, cứng cáp lắm rồi. Bốn đực đàn này thì thằng đen hôm nay thằng đen nó bay về vào với chủ thì còn thằng hồng thôi. Có mấy người hỏi đấy nhưng mà đợt này mình đang phải sửa lại ở bên trại thành ra là mình không có thời gian. Nói thật sự mà nói là không có thời gian để mà tư vấn các thứ cho mọi người như là bình thường. Thì chỉ hôm nay tiện quay video con đen này trước khi nó vào với chủ nó ở Buôn Ma Thuột thì quay luôn một tí con hồng để cho mà có ai quan tâm thì ngắm chó. Cún đàn này thì tất cả chúng nó đều rất là nhanh nhẹn và chó nó giống nhau, màu mảng nét, chó nhanh nhẹn khỏe mạnh, khung gọng khỏe. Mẹ Siro thì chiều con này, vô địch này, bảy mấy ngày vẫn còn cho con ti, vẫn thỉnh thoảng nhảy vào cho con ti trộm. Đây đèn này nha, chơi một tí nha, rồi tí nữa là bên tí nữa bên máy bay người ta sang người ta đón rồi bay vào với chủ nhá, chủ đang chờ em rồi đấy. Đồ ăn đồ uống các thứ là đã có sẵn hết rồi đấy, vào đấy là cũng như ở nhà, vào đấy là mát hơn ở đây. Ở đây nó đang thay đổi thời tiết sớm nắng chiều mưa, ngày nào cũng như ngày nào nó bị thời tiết nó như thế thì nó mệt mỏi, người còn mệt nó dính chó. Tất nhiên là bọn này nó mình nuôi hạn chế tối đa thì chúng nó ok thôi, nhưng mà vào chắc chắn là đợt này mà vào Buôn Ma Thuột thì con chó nó sẽ với con chó nó sẽ khỏe khoắn hơn là nó ở miền Bắc ở cái giai đoạn này. Hồng cái tím đực, đực đen cái tím đực hồng. Mọi người thấy cái đàn cún này thế nào, đẹp không? Đấy, Zero có bay ra kiểu vào, bay vào kiểu gì thì bay ra cào như thế mà cứ cố tình bay vào cho con ti, cố tình bay được vào thế mới giỏi. Đấy, đấy, đấy. Cố tình bay vào được, bay ra được, cho cao để nó không bay được vào được, cho con nó ti mà nó vẫn bay được vào. Đàn này thì mặt nó giống nhau lắm. Đấy. Và con nào cũng đầu gấu. Lô nhau. Hai đực đen hồng này to này phải 8,5 cân rồi. Tưởng là trời nó đổ mưa không quay được video nhưng mà nó lại ngớt rồi, nó ngớt được cái thì lại
lại quay tí rồi mới cho bên vận chuyển đón. Ra ngoài lần đầu tiên tung tăng nghịch ngợm ngay, thỉnh thoảng có cái xe mà nó mà có chạy qua mà tiếng nó to quá thì giật mình tí thôi, nhưng không biết sợ gì cả. Mọi người thấy quấn chủ nhau ra phi lên trên chân nằm. Nhìn là nó giống nhau, nhìn cái đàn này là cho con nó giống nhau. Rúc vào chân anh ngồi hả? Ra ngoài chơi tí đi, chơi một tí rồi lại vào. Nhặt nhạnh hết người. Đó, nhìn khung gọng của em đen đó. Nó đứng này là nhìn được cái khung, bộ khung của nó à. Đó. Em đen này thì vào Buôn Mê Thuật, chủ thì đang chờ rồi. Chủ đang chờ lắm rồi. Lẽ ra ấy thì đen có thể về nhà cùng với lại con cùng ngày với lại con hồng và con đỏ, nhưng mà vì tuần trước anh chủ anh ấy có việc bận, tuần này thì mới anh mới đón được. Gặm gì đấy, nghịch gì hả? Ngoan nào, ngoan luôn. Nhìn thái độ ý. Yêu chưa? Ok, anh chuyển cún đến rồi. Này là hôm nay là có cái lồng này là đi là nhàn hơn rồi. Vì cái lồng thấp nó không đứng được là nó nhàn, nó đỡ nhọc. Cái lồng mà nó cao ấy là con chó nó đi là nó đứng dậy nó lắc lư nó mệt chó. Bay là chiều, coi như là không gì thay đổi thì buổi tối là chắc chắn vào nơi. Để anh dặn anh ấy chủ động anh ở nhà để anh nhận, cứ coi như là khoảng tầm 6-7 giờ tối gì đấy. Đó, hôm nay đi cái lồng này thì yên tâm hơn. Hôm trước nhìn con chó nhìn trông thương hại quá, vì đi nó ngắc ngư ở bên nọ bên kia là nó mệt. Ok, rồi em đi bay vào Buôn Mê Thuật với chủ.